2 lần 8 là 15. Có cái tròn mét rưỡi. Tôi chết rồi. Cái sẹo. Đúng là giang còi ăn cắp mía rồi. Giang còi ơi, đợi ta với. Ăn cắp mà lại còn đợi. Giang còi đâu? Đứng lại. Giang còi, đứng lại. Chạy đi đâu, chạy đi đâu, nào chạy à, chạy đi đâu à, hết tất chưa, chạy đi. Quang Tèo xuống đây, đồ dở hơi không biết bơi, xuống đây. Được rồi, chào nhá. À mà này Quang ơi, hả? Mía ngon lắm, cứ đợi đấy nhá. À mía ngon phải không? Đây cho ăn thêm cái này cho đủ vị này. À. Nhá. Đây rồi. Mày chạy đằng rời à? Ôi bà. Ô, người nhựa à? Hóa ra không phải thằng giang còi ăn trộm mí à? Ô, là người nhựa đấy. Mặc cái áo con. Trong cái rủi lại có cái may. À, kiếm được cái áo con về cho vợ để Tết này đỡ phải mua. Thằng ra khỏi. Đứng lại. Ai thằng Quang Tèo nhỉ? Nhưng mà nó đã chạy đến đây rồi. Thằng này ăn gì chạy khỏe thế nhỉ? Thằng còn vừa đây chạy đâu rồi? Thằng như kẹo mút dở mà chạy nhanh thật đấy. Có chết rồi, chứng tỏ nó ăn rất nhiều mía của mình cho nên nó mới chạy nhanh như thế. Ra khỏi đâu rồi? Tự nhiên lại có cái tượng ở đây. Ôi trời ơi, con lạy tượng, con lạy tượng, con làm mò gì nào là tượng ạ? À? Con lạy tượng ông tôi, con sông trong tượng bà, giả tượng ơi, linh tượng ấy phù hộ đổ gì cho con để con bắt được thằng giang còi ạ. À? Chứ nó ăn hết cả cái vườn mía nhà con rồi tượng ạ. À? Này cái thằng này mày không nói có ở đâu đấy, tao ăn mỗi 2 cây mía mà mày lại bảo tao ăn cả cái vườn mía của mày á? À? Hả?
Mày muốn bốc lửa mày bỏ vào tay tượng không? Bức tượng biết nói à? Tượng là thằng ra coi à? Đứng lại! Sao? Đứng lại! Ôi trời ơi, hỏng hết rồi. Mẹ làm lại con xem nào. Làm cái gì? Mẹ cầm gáo nước lại. Ôi trời ơi, không phải thế. Mẹ có biết không? Lúc nãy con ngồi trong bếp nhìn qua ô cửa sổ đầy bò hóng nhà mình. Bên trên là bầu trời xanh bao la, bên dưới là mảnh đất hiền hòa, còn ở giữa là một hình ảnh. Hình ảnh gì? Một hình ảnh mà là một hình ảnh. Hình ảnh gì? Hình ảnh mẹ tắm cho chó. Úi trời ơi, nó cao sang và nó quý phái biết nhường nào. Thôi, thằng Hâm ơi, ông hoàng bà tướng gì thì mới gọi là cao sang quý phái, chứ tắm cho chó thì có cái gì mà cao sang chả quý phái hả? Mẹ đúng như một nữ hoàng luôn. Nữ hoàng gì? Nữ hoàng gì? Nữ hoàng cà lê của tôi. Thôi, cầm thôi. Này, hôm nay anh định xin xỏ hay nhờ vả gì về? Mà lại nịnh nọt ghê thế. Hả? Mẹ thấy con cún nhà bác Quang thế nào? Ôi giời ơi, chó nào mà chả là chó. Chó bên Ý với chó bên này thì có khác gì là nhau hả? Đều là giống chó ré cả thôi. Thế mày không đi xem cả làng này xem có con chó nào, có cái loại chó nào mà như cái loại chó này không? Phải, Ý con bảo là cái con cún. Thôi. Người còn lo chửa xong này, lo gì cho chó nữa. Mà còn mày nữa nhá. Con thế nào? Suốt ngày thơ tẩn thẩn như cái thằng điên ấy. Này, không cắt ngay cái tóc đi nhá. Không cắt ngay cái tóc cho mẹ cho một trận đấy. Kệ bầu. À còn bố mày nữa đấy. Bố con thì làm sao? Đi cỗ bàn này từ sáng đến giờ chưa về. Nhà thì bao nhiêu là công, bao nhiêu là việc như thế này. Suốt ngày chỉ lo ăn thôi. Kệ bố bầu. Ok. Mà con nói mẹ nhá, bố con bé bằng cái tí, nếu mà không ăn thì làm sao to được. Mà bố con béo á, khối người vui lây đấy. Rồi, vui vẻ cái gì? Ui. Dạo này làm ăn thất bát quá. Kéo cá không được, kéo đề cũng không. Mà vừa rồi mình nói gì đến cái chữ số ấy nhỉ? Thất bát quá. Thất tức là 7, bát tức là 8. Thế quá là cái gì? Thế đúng rồi, quá phải là 9. Đêm nay dứt khoát ta phải chơi thôi. Này, ta phải ghi vào đây không nó quên mất. Phải ghi vào cái sổ bộ nhớ này không được quên. Đây. Ê, tối hôm nay mà chơi bạch thủ mấy con này thì chúng to phải biết. Cái thằng Quang Tèo ra kia rồi. Thiêng chặt ấy. Mình mới nói thế. Nói là 8 tức là bát, mà thằng Quang Tèo nó đi chứ bát. Thiên cơ đích thể lộ. Bác kia. Này Quang Tèo. Dạ. Nghĩa là tên bố tao. Mà bố tao thì chết rồi. Dạ em xin lỗi bác tình ạ. À bác ơi, bác có thấy thằng Giang Còi nó trôi nổi trên cái sông này không? Ui giời ơi, dưới sông này cá lớn cá bé tao biết tất cả. Nữa là thằng Giang Còi. Thế có việc gì? Ôi trời, nhưng mà chuyện dài lắm. Em tìm nó suốt 7-8 giờ sáng giờ không thấy nó đâu. Cái gì? 7-8? 7-8? Quả này. Có chuyện gì đấy bác? Thiên cơ đách thể lộ. Đách thể lộ. Cái tin sư mày nói to như thế thì cá nó ra mất rồi còn gì nữa. Thiên cơ đích thể lộ. Nó có thể lộ này. Này, nặng quá. Hộ tí. Hộ thì bảo hộ, nó có thể lộ đấy. Trời ơi. Nào. Thiên cơ đích thể lộ. Con này phải đến 70-80 cân bác nhỉ. Lại 70-80. Thiên cơ đích thể lộ. Kéo. Thật ra coi.
À, lưới tình lồng lộng nhá. Tuy thưa nhưng mà khó toát nhá. Mày có chạy đằng trời. Bác ơi, bác nhấc của em một tay. Sao lại là lưới tình là thế nào? Dạ vâng, thì cổ qua bác tên là tình mà lưới của bác thì chẳng gọi là lưới tình à. Bác hộ em một tay, đưa nó lên. 2, 3. Nào, mày không phải mày bắt được tao đâu nhá. Mày chạy đằng trời. Tao ngoi lên để tao lấy hơi tao lặn tiếp. Tao lặn 70-80 mét rồi là tao lên tao lấy hơi rồi đấy. Lại 7-8 nữa. Đấy, chú anh ấy vừa đánh điện về đây này. Chú ấy bảo là Tết năm nay chú sẽ ăn Tết ở nhà mình đấy. Ui dồi ôi, thế thì nhà mình hoành tá tràng rồi mẹ ơi. Chú còn nhiều tiền lắm đấy. Mẹ ơi, thế thì có khi mẹ vào nấu nốt nồi cơm cho con ấy, để con chạy con gọi bố về cho vui. Bố con là thích chú về lắm ấy. Trời ơi, thằng giặc. Để ý cái xe đấy. Vâng. Này, kể cả là 70 đến 700 mét nhá, thì lần này ông cũng ăn thịt được mày nhá. Nhá. Ôi dồi ôi, mày nhai hết cả cái Tết của ông còn gì nữa hả? Cả nhà có mỗi một cái vườn mía để ăn Tết. Thế mà mày nhai cái mía cứ như là bỏ nhai rơm. Thế là mày giết cả nhà này còn gì nữa hả? Mày mỗi nửa vườn, cả vườn. Vườn à? Thế mà Tết này tao ăn một cái gì? Nhai thế à? Nhai thôi, thế à? Thôi đi, Hải đánh nhau ở đây nè. Bây giờ về nhà lo Tết nhất cho vợ cho con. Tết lo phết đấy. Còn Tết đâu ra mà lo. Nó ăn hết cả Tết rồi. Bây giờ là Tết lo phết thật rồi còn gì nữa. Nhà này, tao cũng như nhà mày thế. Cách dưới có cái gì đâu. Thế các anh muốn làm ăn lớn không? Hả? Có muốn làm ăn lớn không? Vâng. Nghe này. Thiên cơ đếch thể lộ. Bầu cái đầu em ấy. Lại giận à? Giận cái gì? Tại vì nguyên cớ làm sao mà bây giờ em mới lách rào sang đây để cho hoa lá cỏ cây phải chờ, phải đợi, phải ngất ngây vì tình. Trời ơi, mắng ra cơ. Kệ bầu. Giống hệt bố anh, suốt ngày thơ ấm chuyện thật. Kệ bố bầu. Cười cái gì? Nhanh để làm cái gì? Người ta phải nói dối mãi mới ra đường đây đấy. Ô kìa, ai chả nói dối đôi lần, ai chả có lúc bần thần người ra. Anh đây cũng nói dối là anh đi tìm bố để mà gặp em. Thế cũng giống bố em à? Giống như nào? Bố em cũng ôm cây chuối đi đâu từ sáng. Tại sao bố chẳng ôm u, lại ôm cây chuối lù đù ra sông? Suốt ngày ôm mới ấp thôi. Suốt ngày đâu mà suốt ngày. Yêu em đã mấy tháng rồi mà anh có dám sờ đùi em đâu. Thôi thì cũng đã lâu lâu cho anh ôm cái tội đâu anh đền. Đừng, em không thích đâu. Anh hát cho em nghe đi. Nhưng mà khổ quá anh không biết hát. Anh chỉ biết làm thơ thôi. Suốt ngày thơ. Ô kìa, cuộc đời mà không có thơ ca thì khác nào trái đất lìa xa mặt trời. Cún mà không có anh bầu thì khác nào ruộng chẳng có trâu để cày. Thôi thôi anh hát cho em nghe đi. Mà anh biết hát cái gì bây giờ? Anh nghĩ cái nào, anh nghĩ cái gì thì hát cái đấy cho em nghe. Ừ. Mình
cùng sinh ra trên mảnh đất quê nghèo, và cả hai ta chung cuộc sống reo reo. Đường quê trăng sáng anh vàng lay hương lúa, hai trái tim quê trao tình yêu dài khờ. Em ơi tháng năm êm đềm những mùa trắng, hoa ngô bay bay sáng em hòa trong nắng. Đưa em sang sông nối sợi dây từ hồng, anh trao cho em nhẫn với vòng cầu hôn. Em ơi biết không trên đồng quê mênh mông, bãi mía nương dâu ngấm giọt mồ hôi mặn. Tình yêu đôi ta như lời ca ngọt ngào, như hương đất quê mình thấm vào đôi chúng ta. Em ơi tháng năm êm đềm những mùa trắng, hoa ngô bay bay sáng em hòa trong nắng. Đưa em sang sông nối sợi dây từ hồng, anh trao cho em nhẫn với vòng cầu hôn. Em ơi biết không trên đồng quê mênh mông, bãi mía nương dâu thấm giọt mồ hôi mặn. Tình yêu đôi ta như lời ca ngọt ngào, như hương đất quê mình thấm vào đôi chúng ta. Tình yêu đôi ta như lời ca ngọt ngào, như hương đất quê mình thấm vào đôi chúng ta. Ui dồi, nhập tâm quá em ạ. Nhưng mà anh hát hay. Thế thì hát hay thì thưởng anh đi. Vô duyên, hôm nào mắt cứ trừng trừng ra thế. Nhưng mà bầu sợ mất xe. Trời ơi. Kệ bầu, xe của mẹ bầu đấy. Lại mẹ. Kệ mẹ bầu. Thế thôi, thế thì chỉ ôm thôi. Anh Bầu! Đứa nào đây? Vô duyên! Anh Bầu có người yêu rồi nhá! Kệ Bầu! Thế lâu rồi anh Bầu không sang thăm các cụ à? Kệ cụ Bầu! Nhớ khi xưa gặp em, ta cùng ngồi trên chiếc xe đạp cũ. Xe đạp cũ thì nhớ cái đất gì, nhì nhằng lắm. Lắm nhì nhằng. Mình cùng nhau qua cầu, bỗng dưng trời lại đổ cơn mưa. Trời nắng còn không ăn ai, trời mưa có vào chạy tuế. Nhì nhằng lắm. Lắm nhì nhằng. Họ 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 họ. Chúng mày làm gì mà thở ghê thế? Tao hát quãng 3, quãng 4, chúng mày phóng một phát lên thành quãng 8. Nhì nhằng lắm. Lắm nhì nhằng. Dạ đại ca cho em phát biểu ý kiến ạ. Ừ, nói. Dạ, chả là bấy lâu nay đại ca làm ăn thất đức ạ. Em lỡ mồm, đại ca để em nói lại ạ. Dạ, chẳng là mấy lâu nay đại ca làm ăn tích đức ạ. Ừ, tích đức. Của cải đầy nhà, xe lớn xe nhỏ. Tại sao hôm nay đại ca lại phải đi cái xe đạp này? Tao thích thế. Này, mà tao dặn chúng mày này, ra đường không được gọi tao là đại ca. Đại ca là cái đếch gì? Đại là to, ca là cái ca uống nước. Đại ca chẳng qua chỉ là cái cốc to hay là cái quay gì. Đại ca, thế không gọi đại ca là đại ca, thế gọi đại ca là cái gì ạ? Gọi là sếp, nghe thấy chưa? Dạ. Dù như nhằng đi chăng nữa,
nhưng mà tao vẫn là chủ tịch tập đoàn Lô Đê Cô Bà. Lô Đê Cô Bà nó là cái gì ạ? Nhì nhằng lắm. Lắm nhì nhằng. Dạ thưa sếp, đang đi sao lại họ ở đây ạ? Hai cái thằng này chậm hiểu thế. Nạp nó vào thì phải có chỗ để chào nó ra. Nhì nhằng lắm. Uống bia, thật yếu, năng khiếu, tiểu đường. Nhì nhằng lắm. Ô đi tưới cây lại được xem phim miễn phí tình cảm thế này. Nhì nhằng lắm. Thôi thôi nhanh đi về, U lại lo. Tí nữa. Đúng rồi, nhanh lên về không có U lo. Cẩn thận không có xảy một ly là đi một dặm đấy. Đứa này con cái nhà ai, nếu không cẩn thận mang thai có ngày. À, thằng kia mặt lại quá dày, không ra ruộng lúa lại cày ở đây. Nhì nhằng lắm. Chú anh, cháu bầu đấy mà. Hả? À, trên đời làm gì có chú anh, mà chỉ có bác anh. Rồi. Mày phải gọi tao bằng bác nó mới phải đạo nghe chưa? Không, nhưng mà bố cháu nhiều tuổi hơn chú. Bố mày nhiều tuổi hơn tao á? Vâng, cháu con bố giang coi mà. Thế à? Nhưng mà quan hệ gì mà chúng mày nhì nhằng thế? Hai cái đứa này tí tuổi đầu mà đã tòm tem củi lửa hả? Ơ kìa chú, bọn cháu có làm gì đâu, chỉ tâm sự thôi mà. Thế hả? Tòm tem gì đâu, cháu là con bố của anh Tèo, chú không nhận ra à? À, thế là thanh niên nghiêm túc rồi. À thôi này, bao giờ chúng mày chiếu phim báo cho tao để tao ra tao xem nhé. Dây ạ. Nhì nhằng quá. Đi về đi. Biết rồi. À mà này, này à. Bất cẩn, tiền cả đấy. Này, hai cái thằng này, chúng mày đi đâu vỉnh dâu để xe đạp giữa đường giữa chợ như thế này hả? Bác Tình, bác lại đi cá mú về rồi đấy ạ. Dạ, thưa bác, chả mới khi mát rời, bọn em dẫn đại ca em đi hóng hớt ạ. Dạ là hóng mát ạ. Này, chúng mày định lừa tao đấy à? Nhà đại ca, nhà cao cửa rộng, xe to xe bé, làm sao đi xe cà tàng này hả? Ê. Hai đằng kia, chúng mày trộm cắp cái xe này ở đâu đấy? Ê, bác Tỉnh nói thế nào chứ, bọn em mà lại trộm thế nào? Oan quá. Oan cái gì? Dạ, oan ạ. Này, biết điều nhá. Bồi dưỡng đây một ít, thì đây tao lờ tịt đi cho, nhá. Còn không nhá. Thằng nào đi qua được đây hả? Nhì nhằng lắm. Trong khi ta bận đi tè, thằng nào chọc gậy bánh xe thế này? Ô kìa, đại ca. Dạ bẩm đại ca. Thì hóa ra đại ca thật. Em cứ tưởng hai cái thằng này là nó nói phép. Dạ thì đại ca đi đâu về đấy? Đi đâu? Tao phải bẩm báo với cái ngữ chọc như mày ấy. Đầu thì nhẵn như đít ếch, chọc long lóc. Thế mày đi đâu về? Dạ, bẩm đại ca, em đi kéo cá về. Kéo cá? Dạ. Thế có kéo được không? Cá dạ, đâu? Đây, được hai con cá to lắm mà. Đâu? Thiên cơ đếch thể lộ. Hả? Thiên cơ đếch thể lộ. Này, thế cái món nhì nhằng từ năm ngoái đến giờ
có lộ được không? Bao giờ thanh toán đây? Dạ thôi bẩm đại ca. Đại ca nhắc cái chuyện nợ năm ngoái làm gì nữa. Chả là thế này. Thế nào? Như thế có được không đại ca? Được. Chú cứ lùa cá vào. Dạ. Càng nhiều càng ít. Chú đánh cá hóa ra là nhì nhàng lắm. Lắm nhì nhàng. Bánh. Dạ. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. An toàn rồi. Chỉ nghe tiếng chó mà không thấy tiếng người. Riêng cái mụ này á, động một cái là xô ra còn hơn cả chó. Không có ai an toàn. Ra coi. Không, cháu bầu con bố ra coi. Tiền sư anh. Ôi, mày ở mày đây cho cháu chất cái gì? Bỏ ra mẹ à? Mày đi đâu về đây? Con đi tìm bố. Thế mẹ đi đâu bây giờ mới về? Tao cũng đang đi tìm bố mày đây. À, chắc lại không thấy đúng không? Chắc mẹ tìm bố giống kiểu con ý. Nhăn nhở. Cái kiểu của con, kiểu của con là kiểu gì? Hả? Kiểu con là kiểu... Mà thôi mẹ đi báo đi! Sợ. Mày bị sao đấy? Cảm lạnh à? Cô mẹ! Gì? Đi thì sáng quẩy bụi tung mù mịt. Ôi, cầm cái thằng... Về rồi đấy hả? Giang coi. Ui, con ơi, Quang ơi, Quang tèo. Tèo nào hả? Sao tèo lúc nào cũng ở mồm thế hả? Tôi đây này, tèo nào? Cả mình về từ cổng phải đánh kiếm chứ. Mà mẹ con nhà bà đi đâu? Đi đâu mà giờ này mới về? Cửa giả thì để tành hành thế kia. Hả? À, tháng thì tháng củ mật. Đùng một cái kẻ gian mà nó vào nhà nó lấy. Lấy cái gì? Nó lấy mất của tôi cái quần đùi kia. Thì lấy cái quần đùi đâu mà ăn Tết? Bố, quần con. Này, gần 10 năm đây nhá, tao mua một cặp quần đùi Thái, Margin Thái Lan hẳn hoi. Thôi, mày. Tôi mới là người hỏi ông đây này, nhá. Hỏi đấy. Ông đi đâu từ sáng đến bây giờ mới vác mặt về đây? Tôi đi ăn cỗ. Người làng, người xã, người ta mời. Thế chẳng nhẽ mình vác mồm ăn không à? Đến sớm một tí mà giúp người ta một tay chứ. Hả? Tôi nói thật bà nhá, sáng là tôi mổ 2 con trâu này, 4 con bò này, 15 con lợn này, 2 con gà mái, 17 con gà trống này, mà trứng vịt lộn này, trứng cút lộn mà chưa kể rau củ quả. Gơm bà. Thế nhà chú cỗ to thế hả bố? Ừ, to. Thế nhà chú làm bao nhiêu mâm? Làm 2 mâm. Hai mâm mà lại mổ trâu mổ bò bố. Chỉ 2 mâm nhiều như thế. Người ta bày lên 2 mâm thì mới gọi là cỗ to chứ. Bày lên 60 mâm thì còn gì là gọi là to. Ông ăn cỗ gì? Ừ. À, xong rồi ăn cả cỗ ngọt nữa đúng không? Rõ ràng mặn ngọt đủ cả. À, ăn cỗ xong rồi là chạy tập thể dục ở bờ sông đúng không? Đúng rồi. Ôi giời, ăn xong thì mình chạy cho nó tiêu mỡ, tiêu cơm đi chứ. Thế ông đi bồn đi. Ông ra đầu làng mà xem cái kìa. Không ai là không biết ông ăn trộm mía của nhà thằng Quang Tèo. Xong nó đuổi dồn ông chạy quanh bờ sông nhá. Rồi ông sa ngay vào lưới của nhà lão Tình Chọc cái kìa, có đúng không? Phỉ thui cái đứa nào ác mồm độc miệng như thế nhá. Tôi nói bà tôi. Mà tôi nói thật bà nhá, tất cả là lỗi tại bà ấy. Tại tôi, tại tôi cái gì mà tại tôi? Tôi hỏi bà nhá, bìa đi ăn cỗ, hả? Mình đến chẳng nhẽ cứ ngồi ăn thùm thụp ấy à? Mình phải lót dạ ở nhà một cái gì trước đã. Thế bước chân vào đám cỗ, nó đập cho 5 chén rượu vào mồm, say mờ mắt ra ai mà chịu được. Đúng không? Nó gọi là tráng men một tí. À, tôi đi xuống bếp lục một hột cơm nguội không có. Chẳng qua đi qua ruộng mía nhà Quang Tèo tôi mới hạ cố tôi xuống ăn được có vài cây là để cho nó láng ruột đấy.
miếng ăn quá khẩu thành tàn nhá, nhục biết chưa? Bố nhục. Mà này, này, tôi nói cho ông biết này này, ở nhà đây này, Tết nhất đến nơi rồi, bao nhiêu là việc ông không ở nhà mà lo nhá, cứ đi lông nhông suốt ngày thế đấy. Thì năm nào sẽ đến tay tôi, này, tôi còn thừa biết nhá, Tết này lo phết ấy. Úi dồi, lo, ông cứ mà lo bò trắng răng ấy, kia kìa, chú Mai chú đang bảo là Tết năm nay chú về nhà mình ăn Tết đấy. Trời, thế bạn tin, Tết thì chú phải ăn Tết ở trên thành phố, ở trên nó còn vui vẻ, nhưng người ta còn có bắn pháo hoa. Rồi. Ở quê như các bà quả pháo xịt có, nó về đây làm cái gì? Bố. Dề. Mẹ có nói đúng ấy. Đúng rồi. Bố ơi, sáng nay chú mới điện về, bảo rằng ăn Tết ở quê nhà mình. Năm nay sum họp gia đình, anh em hòa thuận, ấm tình, quê hương. Lại thơ, hãm. Đây này, nghe thằng bố mày đây này. Bố làm đi. Mày là do bố đẻ ra. Mà sao lại dám ba hoa chích chòe? Chú Mai nếu thật có về, cả nhà ta sẽ đề huề vui xuân. Rồi rồi cái gì đấy? Cái gì đấy? Bố làm thơ quá hay. Bố, đúng là bố luôn. Ok. Chẳng nhẽ tao là con mày à? Bà ơi, chú Mai chú bảo về thật đấy à? Chú bảo chú về thật chứ đùa à? Thế là Tết này nhà mình hoành tráng rồi. Hoành tráng cái gì? Ừ. Chú về được bao nhiêu khoản của mình là chú sẽ lo hết. Ừ, chú thảo tính lắm nhỉ. Ngày mai tôi sẽ đi mua sắm hết một loạt. Chú về chú thanh toán. Mai nhà mình là nhiều việc ấy. Mỗi người một việc nghe tôi cắt đặt. Tết lo phết ấy. Nào, thế bây giờ ông nói đi, phải làm thế nào? Ôi giời ơi, tôi làm đau hết cả ruột thế này, thế còn làm thế nào? Bà hỏi thế thì bây giờ tôi biết làm thế nào? Thôi thôi bố mẹ ơi, con nghĩ không cần phải cầu kỳ như thế đâu, có sao thì dùng thế. À, mà cả cái con này nữa, thế tao hỏi mày bao nhiêu năm mày ở bên nhà bác cả, mày phải biết trên bác hay là sinh hoạt như thế nào chứ, ăn như thế nào rồi ý ra làm sao chứ. Thì cái khoản vườn nhà vườn tược, gà qué thì cố gắng mà xoay sở. Nhưng còn cái khoản ị thì đúng là khác thật. Hay bố xây thêm cái nhà xí kiểu mới như trên nhà bác ý. À thế là sắp có chỗ ị mới rồi. Ê cái thằng này, trẻ con ra vườn mà ị. Xây cái mới thì lấy cái gì mà bón ruộng. Thế nhưng mà hết bao nhiêu tiền? Ôi giời, ít ra thì hết một xào mía đấy. Ui giời. Đấy, nghĩ cái mía. Thiệt sự cái thằng giang còi, lạ thật đấy. Nó toàn chui vào ruộng mía cho mình, nó nhà nó rít. Thôi thôi, ông cứ nhắc mãi cái chuyện đấy. Lạo ấy còi thế là ăn được bao nhiêu mà cứ... Thôi này này, tôi nói cho bà biết nhá. Còi nó đừng có đùa nhá, toàn những thằng gầy mới là thầy tất cả đấy. Mà bây giờ quan trọng nhất là còn cái chỗ nằm này. Chỗ nằm á? Nhà mình rộng thì lo gì? Ô hay, nhà bác là chăn êm đệm ấm, còn nhà mình... Cái gì? Chỉ giải quyết mỗi cái ấm êm thôi chứ gì? Rơm nhà mình người kia đầy, lo cái gì, nằm hơi bị êm lại còn... Ôi mẹ ơi, ai lại thế? Rơm thì toàn bọ trâu, bọ chó, màn gà, ai mà ngủ được? Mày thì biết cái gì? Tao ngủ mãi có làm sao đâu, chả bận cái gì hết. Không bận gì mà lại sồn sột cả đêm ấy. Sồn sột thế mà có người vẫn đòi. Đây chẳng qua là do bà cứ gãi sồn sột cả đêm ấy, làm tôi mất ngủ tôi mới... mới đòi. Rồi tóm lại là sao? Tết năm nay đón bác cả về ăn Tết. Chính vì thế kiểu gì mình vẫn phải đầu tư, bà hiểu chưa? Chưa? Thế mà đầu tư thì từ đâu? Từ cái đầu tiên chứ còn từ đâu đấy. Đầu tiên là cái chỗ đi ị à? Cái bà này sẽ phải tối giả thế. Đầu tiên cũng là tiền đâu. Rồi. Chính vì thế bây giờ bố có ý kiến thế này nhá. Cả nhà, đại gia đình nhà ta nhá. Từ bây giờ trở đi phải hết sức tiết kiệm. Thằng Út này nhá. Từ nay không có chơi bi thì biết rồi nhá. Để bố lấy tiền còn tiêu Tết nhá. Còn hai mẹ con bà nữa. Hiểu chưa? Chưa. Đi đâu đấy? Ồ, đi kiếm tiền chứ còn đi đâu nữa. Này, Tết là lo phết đấy. Ôi giời ơi, đưa cái đũa cả đây để người ta xới cơm. Suốt ngày uốn tóc mày uốn tay thôi. Mẹ. Xuống cơm.
Cơm thì cơm. Mỗi uống cơm. Mỗi ngày hai bữa cơm đèn. Còn gì má thắm dâm đen hở người. Xem nào cái gì đây. Toàn thòng đong cân cấn, cá bống ngũn à? Thế này mà gọi là cơm à? Ôi ôi, mọi khi cũng như thế này thì là ăn bôm bốp ra. Sao hôm nay thì để dở trứng, hạch sách thế? Hôm nào thì thế, vô. Hôm nào cũng thế nhưng riêng hôm nay nó khác. Từ nay về sau nó lại càng phải khác, bà hiểu chưa? Tại sao phải khác? Em tôi, chú thằng này nó sắp về rồi. Hoành tráng lên, ăn sang cho nó quen mồm đi. Tiền không có, cứ hoang phí. Thằng Bảo. Dạ. Ra ngay hàng thịt chó cô mắm nhá. Vâng. Bảo bán cho bố cháu 20.000. À thôi, mua hẳn 25.000 thịt chó. Cầm cái can vàng nhà mình đi nhá, lấy đầy can rượu về đây cho bố. Mau. Vâng. Tiền đâu ra mà mua? Tiền đâu? Tiền đâu bố? Cứ bảo cô ấy ghi vào, cộng cả lãi vào, khi chú cháu về gấp đôi lại, bố cháu thanh toán đầy đủ nhá. Riêng thằng này không chịu ai một đồng. Ai là chết rồi bố ơi. Con mua nhà khác được không bố? Không mua nhà khác được. Cứ cô mắm mà mua. Bởi vì thứ nhất là thịt chó cô mắm là ngon nhá. Mua chịu nó dễ. Bởi vì mối quan hệ giữa bố mẹ cô ấy là cái gì? Là không có gì nhá. Cứ đi. Nhưng mà sao? Hôm trước con với lại con cún, con đưa con cún đi ăn. Ừ. Con đã trả tiền đâu. Ôi giời, ông cứ làm trò. Không thật, chúng nó có nợ thật. Riêng cô mắm nhá, cả cái làng này không ai mua chịu được nổi một xu. Trước cửa hàng còn ghi cái chữ lù lù là không bán chịu. Nhưng mà ông bảo mua chịu được. Mày làm sao mày mua chịu được? Không, con bảo con là con của bố Giang Còn. À thế à? Dạ. Thế cô bảo sao? Cô cười. Biết ngay á. Cái thằng này, tao hỏi tội mày đấy. Có đúng mà là mày cứ lén lút với con cún đúng không? Con cún như thằng Quang Tèo ấy có đúng không? Cái gì? Con suốt ngày cún với chó. Con với cún yêu nhau trong sáng mẹ. Cấm chỉ, nhớ chưa? Không được đi lại, không được quan hệ, không được tằng tiệu gì với con nhà thằng Quang Tèo. Đúng. Đó. Ừ. Nhà mình hoành tráng này tự nhiên lại đi quan hệ với cái ngữ dở hơi không biết bơi ấy. Hả? Tết này ăn Tết mất ngon. Bố cười thật, con với cún yêu nhau thì liên quan gì mà bố ở Tết mất ngon? Lại chẳng ăn Tết mất ngon à? Ừ. Nhà con Tèo Tết này có cái gì mà ăn? Cùng lắm là có vài cái luống mía. Mà mía nhà nó, tao ăn mãi tao còn lạ gì? Cứng như tre, ăn rắt cả mồm. Không phải đâu bố ơi. Sao? Con nói bố chuyện này nhá. Hôm qua ấy, con với con cún ngồi với nhau ở đống rơm. Nó bảo con là nhà nó có ông bác làm ở trên Hà Nội. Ủa, nhiều tiền lắm mà làm cái gì to lắm bố ạ. Không đùa được đâu. Chém gió thôi, nó câu mày đấy con ạ, à, ngu lắm. Con ô, chú này. Mày về nhá, cực kỳ hoành tráng luôn. Riêng ở trên thành phố nhá, gọi ông chú mày ấy là gọi là một đại ca bất động sản. Ôi giời. Ôi giời. Bố ơi, bất động sản nó gọi là đại gia chứ ai lại gọi là đại ca. Ông chả biết cái gì. Nó gọi là đại gia. Vâng. Đại ca hay đại gia thì cũng đều là hai cái đại cả. Nó giống nhau cả, đại loại là cũng vào cái hàng ngũ rất là hoành tráng. Thế giờ này rất là giàu đấy, không phải đùa đâu. Thế chú con hoành tráng như nào bố? Hai mẹ con bảo biết à? Một lô đất ở Trung Hòa, hai lô đất ở tòa nhà Keng Nam, ba lô đất ở Hàng Ngang, bốn lô đất nữa còn đang đấu thầu. Thế mà mẹ con bà lại bảo không giàu thì tôi đây chỉ muốn đập đầu xuống bấm. Úi dồi ôi, nhiều thế cả ông chẳng thế à? Úi dồi ôi, thế quá. Thôi, bây giờ bố lại quyết định tăng thêm mua hẳn 30.000 thịt chó. Gói giấy báo mang đi, mau. Loại tăng. Thì đó, từ giờ phút này trở đi là tất cả mọi việc nó phải chu đáo. Chu đáo thì phải có tiền. Chú ấy đã về đâu mà cứ tiêu vung lên như thế. Đàn bà, ăn lắm nói nhiều. Mau giả lâu chết mà miệng kêu tiền. Đúng là đây. Cứ mở mồm nói tiền, được rồi, tôi để tôi lo, để tôi tính. Ơ, bố. Cái gì? Thế thì chó thôi à? Ôi, chó má gì, Tết nhất đến nơi rồi. Tết lò phết. Ok.
Ê, vào, 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 vào. Quay lại, mấy cái con cá này bơi lâu thế chứ thì không thấy vào. Nhưng mà không sao, thiên cơ đích thì lộ. Đấy, cứ như thế mà làm nhì nhàng lắm. Lắm nhì nhàng à. Chúng mày phải làm cho bằng được. Tương lai là công ty chúng ta sẽ thâu tóm cả cái làng này. Nhì nhàng lắm. Xôi đâu? Dạ, báo cáo sếp sổ này hết rồi. Sếp ơi, nhưng em vẫn mang cái món kem tràng tiền bà làm sếp à. Dạ, đây đây, mời sếp, mời sếp đi, mời sếp. Thằng này thông minh. Dạ. Rất biết tính của sếp. Dạ. Được. Nhì nhàng. Kìa, thằng nào nó ngó ngó nghiêng nghiêng ở kia. Em xin chào sếp à. Chào cái à. Dạ. Ta đang giảng giải cho đám đệ tử. Này, những người ngoài kia ấy, mỗi một ngày chỉ cúng cho chúng ta 10.000 đồng thôi. 10.000? Trời ơi, bỏ bèn gì à sếp? Đâu chẳng còn thí tóc đâu mà ngu. Này, sếp cho mày thưởng thức nốt. Dạ. Anh à, ốc của chú chỉ bằng những hạt đỗ xanh. Ta giảng giải cho chú nghe nhá. Không lâu nữa đâu, ta sẽ phổ cập cho cái làng này, tất cả cái làng này là ai cũng biết đánh bạc, đánh đề, đánh lô. Này, cái làng này ấy, vị trí là nhân khẩu nó có khoảng 3.000 người. Ta chỉ cần 1.500 người chơi thôi. Mà 1.500 người, mỗi người một ngày 10.000, nó có bỏ không? Quá bỏ. Thôi đệ tử, dạ, ra xem cá thế nào. Dạ. Này, chọc. Dạ. Chú lùa cá như vậy là rất tốt. Ừ. Nhưng phải nhớ rằng, phải nuôi cá để cho cá nó béo lên, ta thịt dần. Hôm nay nó nợ một ít, ngày mai nó nợ một ít, dần dần nhà cửa ruộng vườn đồ đạc lại về hết công ty chúng ta. Nhì nhằng quá. Thôi, ra lùa cá vào đây. Đại ca ơi, cá sắp đến rồi đấy đại ca. Ra lùa vào. Thiên cơ đích thể lộ. Trời ơi. Ừ. Con bé này nó nhanh như điện ấy. Nó vừa mới chào mình đằng sau, cái nhỏng cái nó ra đằng trước rồi. Giỏi thật đấy. Ô, hóa ra là hai đứa à? Và anh biết một điều thật giản dị. Ra coi. Này này này, thế hóa ra ông lại đi theo tôi đấy à? Này, ông là cái thá gì mà tôi phải đi theo ông hả? À, tôi xin lỗi ông ra khỏi nhà lúc mấy giờ? Này, tôi ngồi còn đi hết một đĩa tiết canh nhá và gần chai rượu mà tôi mới đến đây. Tôi cũng cảnh báo luôn cho ông nhá, ở trong này là không có mía đâu mà ăn trộm nhá. Này, ông nói ai là thằng ăn trộm ấy? Cậu ông ơi, cậu làm gì ầm ĩ lên như thế hả? Thằng này nó cứ đồng ý trước cái gì. Ôi, thiên cơ đích thì lộ. Dạ, thưa sếp ạ. Ô, chào cá. Dạ. À, chào hai chú. Dạ. Nhỉ nhàng lắm. Dạ. Chúng em chào quan bác à. Không được, không được. Đã vào tập đoàn rồi là ta phải chào cho nó đúng chứ đi. Đoàn là tập đoàn gì? Chào thế nào ạ? Anh xin tự giới thiệu, anh là chủ tịch tập đoàn. Lô đế, cô bà. Ui dồi.
Đấy. Ra khỏi đây. Nè cái tên là thế oách. Ông biết gì mà nói. Ok, tôi không biết. Cái tên đó là tên của ngoại quốc. Thì ai chẳng biết là ngoại quốc. Thế. Nhưng mà oách. Đành là như thế. Nhưng phải gọi là thưa sếp. Chào sếp. Dạ vâng. Các chú đã đến với anh. Coi như cây số cũng nhanh làm giàu. Anh ấy là anh rất thán phục cái chí khí một tấc lên đến trời của các chú. Đấy ạ, của em ạ. Dạ, làm giàu, chắc chắn các chú sẽ giàu. Ôi, dạ, nhưng mà sếp ơi, thế làm giàu bằng cách nào hả sếp? Thiên cơ tất thể lộ. Đơn giản thôi. Dạ. Nghe này. Dạ. Cưới vợ thì phải đánh lô. Hát à. Cậu cháu đánh bạc, ô tô đánh đề. Muốn mua biệt thự liền kề, phải thêm sóc đĩa với nghề tổ tôm. À. Thấy chưa? Chứ còn lặn lội sớm hôm, vừa hao tổn sức, vừa ôm kiếp nghèo. Đúng quá. Thánh thật. Báo cáo với sếp là đúng là em đi làm quanh năm ngày tháng rồi là suốt ngày suốt đêm mà vẫn cứ đói vẫn cứ nghèo. Dạ báo cáo sếp, em suốt ngày đầu tắt mặt tối, bán lưng cho trời rồi bán mặt cho đất mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Trưởng phòng trọng. Em là trưởng phòng ạ. Dạ có em ạ. Này, chú đưa hai chú đây đi tham quan xem nội quy của tập đoàn. Hai chú tối nay về nghỉ thoải mái. Yeah. Sáng mai đầu tư vẫn chưa muộn. Có gì anh giúp. Hôm nay các chú đến đây chỉ đi tham quan thôi. Vâng. Đây, các chú nhìn thấy cái thằng ngồi góc kia không? Cái thằng quay đứng ở đây. Vâng. Thằng mà da má nó vá da mông đấy. À, em vâng. Thằng ấy son lắm. Sao? Hôm qua nó thó của vợ nó một con lợn. Dạ. Nó chơi lô đề 2 triệu. Biết chúng bao nhiêu không? Bao nhiêu? 20 triệu. Úi dồi ôi. Chúng 20 triệu. Chưa hết đâu. Đây, đi tìm đây. Đấy, các chú nhìn thấy cái thằng áo kẻ đấy. Đấy, cổ áo trắng trắng kìa. Đấy, thằng ấy nha. Vốn nó có cái gì đâu, chỉ có mỗi một con gà thôi. Thế mà hôm qua nó chơi bạch thủ một con, được 800 con gà. Úi giời, 800 con gà. Ừ. Để em tính rồi, nhà em đến thì có 6-7 con này. Ừ. Thế thì nó ăn 100 cái Tết cả. Đấy, nó sòn công chứ này. Chú này, đi vào đây tiếp. Vào đây. Em, ôi giời, cười tươi đi. Ôi giời, lại khẩy nhớ mà. Thế nào nhân viên ở đây toàn khẩy. Anh, khẩy thì em được chọn ở đây. Ôi thế à? Hay nhỉ. Hôm nay tóm lại các chú chỉ đi tham quan thôi. Xem họ làm như thế nào. Về mang đạn đi mà bắn. Ôi giời, băng ơi, thế là không bắn luôn được à? Em bắn luôn. Bắn đi. Tôi nhìn các chú tôi còn lạ cái gì nữa. Sao ạ? Các chú chỉ có mang súng không đi thôi. Thế làm gì có đạn mà bạn? Ê, đừng đùa. Bác, cho bọn em vượt. Ê, bác, thế nào, ông có mang đạn đi không? Ôi dồi ôi, phúc tổ 70 đời cho tôi. Thế nào hôm qua tôi bán 2 bó mía, quên để chưa đưa tiền cho vợ. Đạn đây chứ đâu. Thế còn đạn không? Ôi dồi, riêng vụ này thì mình lại cảm ơn bạn Quang Tèo. Cảm ơn. Mình cảm ơn bạn vì hôm qua bạn đuổi mình ở ruộng mía. Ừ. Thế là mình nhảy xuống sông. Cái phong bì đi ăn cỗ thì ướt hết, nhưng hàng bên trong là polymer còn nguyên. Thôi, thế ta bắn luôn thôi. Luôn rồi. Bắn luôn. Bác ơi, cho bọn em bắn luôn. Cho bọn em tác nghiệp luôn. Bắn luôn được hả? Bắn luôn. Thế thì tinh thần như thế là tốt. Vâng. Nhưng bạn sau ấy, các chú đi cứ mang thêm nhiều đạn để bắn đi chứ. Vâng. Đây là quay trên này nhá. Thế bây giờ chú ngồi trên này. Đây, vâng. Còn là chú đang ngồi trên này. Đấy, xin mời đây xem nào. Nào. Bác ạ. Chú. Bác ạ. Các chú ấy phải nói là có năng lực đấy. Ôi, năng lực của ai. Mới nhập môn như thế mà đã thu được khá nhiều tiền rồi. Giỏi. Thế các chú có biết rằng là các chú thu được nhiều tiền như thế là nhờ ai không? Có biết là nhờ ai đây không? Thế có biết là nhờ ai đây không? Trời ơi, ông đánh rốt bỏ cha nữa. Này, tôi mà không nháy làm sao ông đánh được con chú định thế nào?
Dạ, thế nào là thế nào ạ? Thế nào? À, em hiểu rồi. Ý bác là muốn có chút ít thuốc nước đúng không? Thì bây giờ thế này ạ. Em chẳng có chi làm quà, có chi hơn là hát một bài ca. Em hát, hát tặng bác một bài. Không thích hát. Không, thế bác thích cái gì? Bác thích gì? Các em! Con gì đâu? Em hiểu rồi, em hiểu rồi. À, ra khỏi ơi. Ngày đầu chưa quen đường cay đâu thẳng ngay, nhưng đến hôm nay đã có cái này. Dạ, đây có chút gọi là làm quà và do bác cứ nhớ là do bác thông cảm. Chính tận tay thằng Giang Còi đưa bác gọi là có chút thuốc nước. Đấy, phải bác thông cảm lần đầu tiên. Phải nói là ngày đầu ấy như thế là hên đấy. Cho nên là ngày mai đi vào đây chơi nhớ mang nó đấy, dạ, đầy đầy vào thì mới thắng lớn được, nghe chưa? Em hiểu rồi ạ. Yên cơ đách thì lộ. À, dạ vâng. Thế bây giờ em xin phép bác, dạ bọn em về. Dạ bọn em lại nhà. Dạ vâng ạ. Đúng rồi, ra gọi ai? Đây là cái gì? Đây là tiền. Đúng. Đâu? Đây là cái gì? Đây là cái Coribe. Ôi, công nhận này là hay thật đấy. Ê, anh em mình mang có mấy chục bạc mà thế nào làm được cả một mớ đấy. Này, theo tôi này nhá, quyết định ngày mai nhá, nhà có bao nhiêu gia tài bốc hết đi, đánh thẳng một phát nhá. Này, để con lo cái Tết này. Tết lò phết. Trời, ai mà chả biết Tết lò phết. Nhưng mà gia tài nhà ông thì có cái gì? À, thì tiêu đi. Mỗi mấy cái vác mía cứng như tre. À, đây, xin này. Lỗi ông. Này, nói chuyện mía đấy. Đây này, tôi tính thế này nhá. Đang đà thắng thế này. Ngày mai tôi sẽ dắt con trâu nhà tôi đi. Ông ạ, tôi đánh hẳn bạch thủ con trâu. Tôi thắng 800 con trâu rồi, tôi hỏi ông. Ui dồi. Bao nhiêu lâu để ăn cho nó hết? Ui dồi. 800 con trâu. Người ta bảo con trâu là đầu cơ nghiệp mà tôi có 800 cái đầu cơ nghiệp. Ông 800 con trâu. Ông có dọc cả cái ruộng mía nhà ông đi, ông ép ra nước, ông lọc sạch sẽ vắt quất và ông mời tôi nhé. Không cần. Bởi vì tôi thịt trâu nó quá nhiều. Ông này bắt đầu rồi. Thôi tôi về, tôi bây giờ tôi cũng phải lo. Lo ngày mai dọn cái chuồng trâu đi cho thằng em, thằng Mai nhà tôi nó về nó để ô tô. Thôi chết rồi. Cả tôi nữa chứ. Sáng mai ông bác như nhà tôi về nhà tôi ăn Tết. Ông bàng về gì? Có gì làm sao hoành tráng bằng Mai nhà tôi được? Tại sao ông biết? Thì thằng bao nhiêu tôi nó bảo thế. Ôi thôi chết rồi. Tại sao cái con cún nhà tôi nó không biết cái chuyện là em ông nó rất giàu mà nó mai nó về là thế nào? Thì hai đứa nó. Ôi thì không được rồi. Thế thì hai đứa nó thôi về. Thì Bố ơi đâu đấy? Kệ. Đi đâu là việc của tao. Tao đi ra đầu làng đón chú Mai. À mày này, dọn sạch cái chuồng trâu đi đấy. Tí chú mang ô tô về chú để. Đi đâu cũng hỏi han lằng nhằng. Chủ quán ơi. Dạ. Chủ quán ơi. Dạ. Mày mang cái dạ ra đây xem nào. Cho xin chén nước đây. Có cái gì ngon nhất bày ở đây? Quán cháu chỉ có thạch rau câu Long Hải và kem 35 là ngon nhất thôi đấy bác ạ. Thạch rau câu Long Hải à? Tí cho tao mấy gói về chia trẻ con. Thế kem 35 là cái gì? Kem đâu bày đấy? Kem cháu để trong tủ lạnh chứ cháu bày ra đây để nó chảy hết nước ra đường à? Mang đi xem nào, có bán hay không thì bảo. À. Kem 35 hả? Còn bao nhiêu hộp? Còn nhiều lắm bác ạ. Tí gói hết cho về. Để cho cái con ngan già như này nó ăn cho nó hạ hỏa ấy. Nói nhiều quá. Bác nhớ đấy nhá.
Này. Dạ. Đầu tư kinh à? Tủ mới mua à? Dạ, tủ lạnh Quang Thái đấy bác ạ. Thôi. Quang Thái lại họ hàng với nhà hàng Quang Tèo thì thôi, dẹp. Ấy, không phải. Quang Thái này là tên của một hãng tủ lạnh thôi, chứ họ hàng gì với cả bác Quang Tèo. Đẹp thế, bóng loáng thế. Tủ này nó được làm bằng inox, bên trong có ống đồng, cho nên nó bền, nó được mới như thế này đấy bác ạ. À thôi, kem cứ để đấy nhá. Dạ. Tí trước khi tao về phải cho một hộp nhá. Dạ. Từ sáng đến giờ có thấy cái xe ô tô nào mà nó đẹp nhất huyện chạy qua đây không? Ô tô đi qua đi lại bao nhiêu? Cháu biết được cái nào là cái bác đang chờ. Ô tô qua lại thì nhiều, nhưng cái đẹp nhất của thằng chú Mai như này thì chỉ có một chiếc. Thế cả bác? Ừ. Mà bác Giang này. Hả? Có phải anh bầu nhà bác đang tòm tem chị Cún, nhà bác Quang Tèo có phải không ạ? Mày cứ ngồi đấy mà bầu mới bí. Cái việc nhà người ta trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông rồi. Nhà Quang Tèo tuổi gì? Phấn đời bì mới vui. Ai như chú Mai em bác kìa. Cái thằng cha mặc đồ đen thất hểu đi trông như cái nhà tang lễ đấy gì. Vớ vẩn, thằng Mai nó về đây nó phải đi ô tô. Tiếng còi pim pim thì tít đầu làng kìa. Không, chú ấy đang đi bộ tới đây này. Có đâu, nhà này thiếu gì chỗ để xe mà nó phải đi bộ. Vừa dọn xong cái chuồng bò rồi đấy. Chú Mai ơi, bác Giang đang chờ chú ở đây này. Anh Giang. Ô kìa, chú Mai. Em đây. Chú Mai à? Vâng. Thế xe ô tô riêng đâu mà lại đi bộ thế này? Ô tô nào? Em về bằng xe khách. Ôi dồi ôi, sao lại về bằng xe khách? Thì thôi chuyện dài lắm, về nhà rồi em kể sau. Thôi đi về. Thế từ đầu làng tới đây đã có ai nhìn thấy mình chưa? Nhưng mà có chuyện gì hả anh? Ôi dồi ôi, chuyện dài lắm, về nhà kể sau. Bác Giang không trả tiền mà. Ghi vào đây, mai tao trả không thiếu một xu. Vâng, thế bác Giang mai về nhá. Dạ. Sếp cho gọi em ạ. Này, hôm nay kết quả thế nào? Dạ, sếp hỏi cái này ạ. Dạ, sếp ơi, vẫn chưa đến giờ ạ. Tao hỏi cái kia cơ. Cái kia? Cái kia là cái gì ạ? Ngu. Ý đại ca là cá. Cá. Cứ đúng theo kế hoạch. Sếp ơi, hôm nay cá đói rồi. Đói nhỉ? Vâng. Tốt. Ra lùa tất cả cá vào đây. Nhanh lên. Nhì nhàng lắm. Chào hai chú. Chào sếp ạ. Sếp ạ. Trong thần sắc ta biết ngay. Hôm nay các chú thất thu phải không? Dạ. Thôi. Sếp thánh thật ạ. Sao sếp biết ạ? Nhì nhàng lắm. Lại. Trên đời này cái gì mà ta chả biết. À. Này các chú ạ. Dạ. Nghe cho kỹ nhé. Dạ. Ăn khoai sợ nhất khoai hà. Đúng rồi. Rồi. Hà thì phải sợ thôi. Đánh bài sợ nhất đàn bà nó rên. Câu sau có rên đâu nhỉ? Thế nào nhỉ? Thế rên là thế nào ạ? Thế nào? Không hiểu gì à? Dạ, chưa. Không ạ. Thế hôm trước hai chú đi đánh bài. Vâng. Cái tối hôm trước nữa. À. Hai chú vẫn gần vợ. Này. Có cả tí giềng, tí mẹ phải không? Quang. Thưa sếp, em cũng chỉ có một tí thôi. Dạ đấy, biết ngay mà mày thế làm gì nó chả đen. Dạ báo cáo sếp là em được đúng nửa tí ạ. À. Cái giống bụng vào nó đen lắm. Theo sếp bây giờ phải làm thế nào? Rồi, không có cãi nhau gì nữa. Vâng. Dạ. Cứ về đi để ta tính. Tính sớm sớm để cái tên hết đến nơi rồi. Cờ bạc những lúc trắng tay. Đúng ạ. Dạ. Nếu muốn gỡ gạc, đêm nay trộm gà. Hả? Trộm gà? Ai làm thế? Quang Tèo trông xấu xấu bẩn bẩn, mặt đen đen sùi sùi, được cái con vợ trắng thế.
Anh ơi, Quang Tèo ơi. Quang ơi, tao không phải sang ăn trộm gà nhà mày đâu. Chẳng qua tao sang đây tao xem là gà nhà mày có ngủ đúng giờ với gà nhà tao không đi mà. Không có thằng nào à? Thằng này à? Không phải Quang Tèo à? Hôm nay số mình lại hên rồi. Thôi thì thiên địa tù mù, bắt được anh nào thì ta xào anh ấy. Yên nào. Đây rồi. Chi bằng mình cứ đóng cửa lại cho chúng nó. Nhỡ đâu có đứa nào đấy nó gian hơn mình, nó lại vào nó bắt cả đàn gà. Thế là một mình mang tiếng à? Chả dại. Ôi trời. Ra còi đấy à? Con Đèo à? Ôi trời, giật cả mình. Làm sao? Tại sao đêm hôm ông vật vờ cổng nhà tôi? Ông định gì ăn trộm à? Này, ông bảo ăn trộm hả? Ông bảo ăn trộm. Ông ấy? Này, ông đừng có ăn không nói có, ăn đứng dựng ngược nhá. Thế gì? Ông mang oán ông trả ơn nhá. Tôi đi qua tôi thấy cổng nhà ông mở hớ hênh. Tôi buộc lại cho cái cổng ấy. Thế à? Không thì nhớ đâu đứa nào nó gian nó vào nó bắt trộm hết gà thì tôi hỏi ông có thiệt đâu. Chẳng cảm ơn thì thôi. Mà này con Tèo. Cái gì? Tôi nói ông nhá, cái thói của ông là ông phải thay đổi đi. Làm ăn nó phải gọn gàng, đâu ra đấy. Làm ruộng về xong cuốc sẻng là phải để có nơi có chốn, một là gác lên trên cái mái chuồng trâu, hai là phải để vào góc bếp đàng hoàng, đúng, để giữa cái lối đi vào chuồng gà ấy. May mà tôi mắt tinh ấy, tí nữa thì gãy cả chân. Thế à? Về. Cái gì? Ô, tại sao ông lại biết cái cuốc nhà tôi để cửa chuồng gà? Tôi chết rồi, đúng rồi. Ông ăn trộm gà phải không? Ai ăn trộm cái gì của ông? Cái gì? Làm gì có? Không có, không có. Con cái à? Hả? Sao? Cái gì sau kia? Đâu? Làm gì có gì? Làm gì có cái gì? Kia. Này ôi. Ông nhá. Xem nào. Ôi dồi ôi, thôi xong rồi. Đúng con máy nâu nhà tôi. Con này đang đẻ đây. Hả? Ôi này, con gà vàng nhà tôi nhá, con này bị gãy chân. Đây, cái khuỷu nó vẫn còn cái tật đây. Hả? Chính ông mới là ăn trộm gà nhà tôi nhá. Thôi chết rồi. Ôi ra khỏi đây. Ôi lạ gì. Sao? Này, nhà ông nuôi cả trăm con gà mà trong chuồng của tôi om như thế. Tôi sợ thế nào vô đúng con gà què. Tôi hết nhỉ. Thế nhá. Thế là ông đã nhận rồi nhá. Đây này. Chỉ vì cờ bạc rượu chè đây này. Đánh lô đánh đề đây này. Đi sang ăn trộm gà nhà hàng xóm đây này. Trời ơi, khẽ cái mồm tôi. Dạ. Vợ tôi nghe thấy nó giả thì nó giết. Nghe thấy làm sao được. Nó ngủ như chó con say sữa. Thế sao không biết? Đấy, cả cái chuồng gà kêu ở Mỹ này nó có dậy được đâu. Chứng tỏ là ông cũng ăn cắp gà cho tôi đúng không? Đâu, tôi có lấy đâu mà vớ vẩn. Ông, không giơ được. Cái gì sao đây? Ông không, ok. Ôi chết rồi. Đấy, tôi biết ngay mà, chứng tỏ là ông này còn giả vờ ông. Tôi làm việc tốt thì đi qua tôi đóng cổng hộ nhà ông. Ông lại ăn cắp gà cho tôi. Tôi nói ông nhá, vì là ông lấy gà nhà tôi. Ông lấy hai con đúng không? Thì tôi bắt hai con tôi đổi lại. Để anh em mình trao đổi đàn cho nhau để cho nó đỡ đồng huyết. Ông hiểu mà tại sao ông biết là tôi sang tôi bắt gà thì ông sang bắt tôi. Thôi coi như thế là hòa nhá. Lẽ thế thì... là hòa nhá. Hòa nhá. Không nói nhá. Thôi đi về đi. Nhá. Thôi nhá. Nhớ đúng giờ nhá. Mai nhớ đúng giờ nhá. À mà này Quang Tèo. Tôi nói thật với ông nhá. Chỗ bạn bè thân thiết. Tôi mới nhắc nhở ông đấy. Ông phải xứng đáng là một thằng đàn ông. Một thằng chủ gia đình. Phải dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Thế làm sao? Ai lại để bây giờ nó mấy con rồi mà ông cũng không thèm dạy dỗ cho nó nên người. Có chuyện gì vậy? Ngủ đêm thì không tắt đèn, màn gió thì không kéo lại, cứ nằm chạy ảnh như thế. Tôi thật với ông, trộm vào nó muốn làm gì làm, nó chả thèm biết nữa.
Ra ngoài. Hả? Chứng tỏ thế ông đã làm gì vợ tôi à? Không, làm gì đâu. Tôi với ông cho bạn bè nhau chẳng em tôi làm gì thì còn cái mặt mũi nào nữa. Tôi thề, tôi làm gì chết luôn. Mà này, trắng phết. Thôi Quang Tèo ơi, mày đi thì mày đi cho nó thẳng mày nhá. Đi cứ siêu siêu vẹo vẹo, tao đi sau mày mà mắt nó hoa hết cả lên. Ông đi thẳng lắm đấy mà còn chê. Thôi ông đi sau thế đi. Ông là bố tôi sao ông đòi đi trước tôi. Đi làm sao đi. Tí tuổi danh. Này, mày bảo ai tí tuổi danh ấy? Tôi bảo ông tí tuổi danh ấy. Ê, có mà mày tí tuổi danh, mày tí tuổi danh, mày tí tuổi danh nhá. Này, nhân chứng vật chứng đầy đủ nhá. Cái gì? Cái ngày mà u tôi mới u ông là xách túi lên trạm xá đẻ. Là cùng một năm đúng không? Đúng rồi, mà cùng một tháng. Chính xác, cùng một ngày luôn. Nhưng mà giờ thì lại khác nhau. Đúng, đấy. Giờ khác hoàn toàn. Tôi đẻ trước ông một tiếng rưỡi. Ôi, thế là nhầm. Này, tôi còn sống sờ sờ ở đây nhá. Tôi còn nhớ rõ mồn một cái ngày hôm đấy nhá. Khi mà u tôi đẻ tôi ra, tai tôi nghe rõ ràng là đồng hồ tun tút buổi chiều. Là mấy giờ? 6 giờ. Là 6 giờ. Đúng rồi. Mà tôi khóc chán chê đến 10 phút đồng hồ. Tôi nín khóc xong tôi nhìn sang, tôi mới thấy u ông đẻ ông ra. Ai mà này, cái lúc cụ đẻ ông ra mà đau đớn lắm. Sao đau đớn? Các cụ ngày xưa nói rằng đẻ con khôn thì mát lòng rười rượi, mà đẻ con dại như này là thảm hại cả lòng. Thế là ông này, chính là ông là thằng ngu. Thế ông là người rời à? 10 phút mà ông đồng hồ mà ông còn được nhìn thấy chứng kiến được bu tôi đẻ ra tôi ra. Ông mới là cái thằng ngu. Ông mới là thằng ngu. Đẻ ra ông này, ông mới là thằng ngu. Này, xin lỗi nha. Mày là thằng ngu. Mày đấy ngu ấy. Mày này. Ngu cái gì? Thế chẳng ngu mà cho người ta ăn cây chốt. Cái thằng nào ngu mà để phải đền 3 cây. Tùng nói chuyện. Ôi giời. Về tình hình nào? Thế nào? Thế nào? Tôi thì tôi cứ tính là được thì cay ăn mà thua thì phải cay gỡ. Thế rõ ràng phải gỡ thế nhưng mà tóm lại được tiền đâu mà gỡ. Thế nhưng mà tại sao ông bỏ ông mơ? Hôm qua ông mơ ông ánh kiểu gì cũng vào mà. Thế rõ ràng có mơ đấy chứ. Là tôi mơ xong tôi tỉnh dậy ngay. Tôi ghi vào sổ. Ấy vậy mà hôm sau đánh vẫn trượt. Thế à? Ừ. Thế ông mơ như nào? Rõ ràng tôi mơ là hôm trước tôi sang nhà ông, đến giữa sân tôi nhìn thấy vợ ông đang ngồi xổm thái cây chuối cho lợn ăn. Tôi nhìn rõ thế tôi bảo đúng rồi, của vợ ông thì phải là đánh số 0. Thế tôi mới đánh luôn con số 01. Nhưng mà tôi cẩn thận nữa là tôi lộn lại toán từ tôi sang vợ ông, cứ là 10. Ấy thế mà thế nào? Nó ra 11. Chứng tỏ lúc ấy là rõ ràng ông đang luẩn quẩn ở đâu đấy, ông hú làm tôi không nhìn rõ đúng không? Tôi nói cảnh báo cho ông nhá. Từ lần sau nhá, vợ ông mơ nhá. Vợ tôi thì ông để tôi mơ nhá. Không chơi kiểu mơ chéo cánh ấy nhá. Thế ngồi với nhau thì vẫn chéo cánh mà tại sao mơ không chéo cánh? Thế sao bảo nhà ông có ông bác ông tên là Bàng ông ấy về. Nhiều tiền đâu rồi? Ôi giời, cũng biết là bảo là về đấy nhưng mà cũng chẳng hiểu thế ra thế nào. Nhưng mà tóm lại này, mà này. Cái gì? Tôi thấy thằng bầu nó bảo là chú nó lắm tiền lắm mà. Cũng về rồi. Nhưng mà ngày xưa là đại gia bất động sản ấy. Bây giờ nó lại thành bất động đại mất. Thế là nhà cửa xe cộ bán hết đi để trả nợ ngân hàng. Vừa rồi lại phải về đi xe buýt về. Về xong lang thang lẻo thẻo như cái thằng dở hơi dở ho đi bộ về đến tận nhà. Không giúp gì được không ạ? Chả giúp gì được, đã thế lại còn ốm cả con trâu nhà tôi. Ồ thế à? Thế hóa ra lại thành nuôi thêm báo cô và ông báo nữa. Báo cô đấy. Ôi thế khổ. Lại thế. Dọn con trâu ra ngoài để cho nó để ô tô. Thế ô tô thì không về con trâu đêm nằm bên ngoài thôi. Ốm sốt đúng đúng này. Bây giờ đang đi gọi người bán này. Thế bây giờ nhưng mà tóm lại bây giờ mình phải nghĩ cách gỡ lại chứ nhỉ, để cho chúng nó ăn không à? Chắc chắn là phải nghĩ cách rồi. Xong rồi. Hả? Xong rồi, tôi nghĩ ra rồi. Xong rồi à? Tôi nghĩ ra rồi. Nhanh không? Người nhỏ mà trí lớn. Đấy, đấy rồi. Thông minh. Thế là ông nghĩ ra cái gì rồi? Tôi nghĩ ra, một mình tôi biết. Tội gì, dại gì mà tôi kể cho ông. Ông là cái gì, tuổi gì? Ra rồi, tôi mới nghĩ cách ra rồi. Kiểu này mai kiểu chắc chắn là phải thắng rồi. Kiểu gì? Ông thắng rồi, thắng rồi, thắng to rồi. Ông nghĩ ra cách gì? Ông nghĩ ra cách gì? Đấy là cái cách gọi là bí mật. Ông bí mật với tôi, chả lẽ tôi lộ cách của tôi cho ông à? Thế mà gọi là bạn bè. Thế tại sao ông bí mật trước? Thế bây giờ thế này nhá. Ngày mai trước khi vào chơi, chúng ta sẽ bật mí ra. Cho nhau biết cái bí mật đấy. Đấy, được chưa? Phải thắng chứ, phải không? Thắng chứ, phải có tiền. Đúng rồi. Này, Tết lò phết. Bố mày đâu rồi?
Con không biết bố đi đâu, mà đi cũng lâu rồi ạ. Cái láo tèo dạo này lạ lắm nhá. Tiền bán mía cũng không thấy mang về, gà mất trộm gần hết rồi mà cũng không thấy đi tìm. Con thấy dạo này bố làm ăn lớn hay sao ấy, mà thỉnh thoảng còn phân tích thơ. Hay là bố có bồ? Cái gì? Bố mày mà có bồ là tao bắt luôn. Không phải đâu, bố dạo này làm toàn giống cu nhỉ. Bố viết toàn các con số thôi. À, hôm nay được ăn cơm thịt. Thịt này là của ông ngoại. Ông đi ăn cỗ lấy phần về, đợi bố về rồi cả nhà mình ăn nhá. Ừ, con đói lắm. Hay là mẹ cho cô Tí ăn trước đi. Mẹ con mình đợi bố về ăn cũng được. Thôi, thế thì mày đi tìm bố mày về, bảo về ăn cơm ngay nghe chưa? Vâng ạ. Mày lấy cơm cho cô Tí ăn nhá. Đây, miếng thịt này là mình phần bố này, miếng này phần chị này, miếng này là của cô Tí này. Thế còn phần của mẹ đâu à? Mẹ không ăn thịt, mẹ ăn rau quen rồi. Bố mình bảo rồi, nhà mình nghèo là phải ăn dè tiết kiệm. Thế bao giờ được ăn thịt cả miếng hả mẹ? Tết nhá, Tết nhà mình sẽ được ăn thịt cả miếng. Bọn chồng chú Tím quăng kèo với nhà không? Bác Bằng về rồi, bác Bằng về rồi. Chú Tí của bác. Ôi trời ơi, em chào bác à. Gương sao bác về muộn thế? Chị với các cháu đâu ạ? Chị của Tím bận. Ngày kia, chị và các cháu sẽ về. À đây, đây, đây. Bác có quà cho cô Tí đây này. Đây, 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 đây. Đây. Thành rau câu Long Hải. Đúng rồi. Cô Tí sướng nhá, lại có cả quà thạch rau câu Natty Long Hải. Thế chú Quang đâu hả Thím? Quang nhà em ấy ạ. Dạo này chẳng hiểu công to việc lớn gì, đi suốt rồi. Em mời bác vào trong nhà. Vâng. Nào, vào đi với bác nào. Ông chủ động, thiên cơ đách thành lộ. Bọn em vui xuân nữa mà có gì đâu, nhạt quá. Vui xuân nữa mà có quá gì đâu, nhạt quá. Thím này, dạ. Thịt gà là phải có lá chanh. Ngoài thành phố mà có cây chanh như thế này là quý lắm đấy thím ạ. Vâng, thế hôm nào để em chiết một cành mang về thành phố để bác trồng nhá. Hôm nào chiết cho anh cành. Vâng. Cái gì đấy? Ôi giời ơi, cái con này mày đi đứng kiểu gì thế này? Kìa cháu. Hả? Vâng ơi, bố cháu. Bố mày làm sao? Kìa cháu, cứ bình tĩnh nói cả nhà nghe xem nào. Cháu vừa ra đầu làng, nghe thấy người ta kháo nhau. Bố cháu bị công an ra bắt vì vỡ lô đề cờ bạc ma. Ôi trời ơi, Tèo ơi là Tèo ơi, thế là Tèo thật rồi. Trời ơi, bác Bạc ơi, bác làm cách nào bác cứu nhà em đi bác Bạc ơi. Thằng Tèo này, tính nào vẫn cái thằng đấy. Ôi trời ơi, Tèo ơi là Tèo ơi. Bác Bạc ơi, khổ thật đẹp quá. Như này thì có khổ. Ôi trời ơi, một phần người ba phần khỉ mà lại còn bày đặt lô đề cờ bạc nữa này. Khổ đất tôi quá. Kìa cô à, có cái chuyện gì bình tĩnh nói nghe thế nào. Dạ, bố cháu cùng với bác Quang, cả hai có lẽ bị oan mất rồi. Ôi, mày bị điên à? Giờ này sao còn làm thơ với thần? Trời ơi, khổ đất tôi quá. Chị ạ, đúng là em cũng không ngờ anh Giang nhà mình lại đổ đốn như thế. Mà theo em nghĩ, tất cả chúng ta kéo nhau lên ủy ban cũng không giải quyết được vấn đề gì. Việc này để cánh đàn ông chúng em giải quyết cho nó tế nhị, có phải không bác Bàng? Không, 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 để tôi lên ủy ban. Chú Mai nói đúng đấy. Tôi đề nghị thế nào? Là nhà nào về nhà đấy nhá. Cái việc này mà cứ để tôi với chú Mai lên giải quyết. Không, tôi cũng phải lên. Con này, vào trong em cho mẹ lên xem thế nào. Tôi phải đi lên ủy ban. Tôi khổ quá. Tôi đã nói là việc này cứ để cánh đàn ông chúng tôi giải quyết cho nó được việc. Các bà, các cháu ở nhà. Thôi ta đi thôi bác. Thím về đi. Thôi chú đi. Em chăm sự nhờ bác nhá. Bà này, chú về quê lâu chưa? Sao chú khuyên bảo hai cái thằng ấy giúp tôi hả? Em mới về được có 2 ngày. Thế nhưng mà cái ông Giang nhà em ấy là cái đi đâu biển biệt. Chả rõ là đi đâu cả. Khổ quá. Năm nay kinh tế khó khăn, mà cái ngành bất động sản của chúng em ấy là còn nhiều điều khó nói lắm. Muốn về quê ăn một cái Tết cho nó thanh thản thư thái, ai ngờ lại xảy ra cái chuyện này. Lá rụng về cội, ai chả muốn về quê ăn Tết. Không chỉ ngoài thành phố, Tết lò phết. Mà tôi thấy lạ thật,
Hai cái thằng này làng xóm sát vách với nhau, chả chịu bảo nhau làm ăn, cứ suốt ngày chành chọe, rõ chán gì đi. Anh Bàng này, lúc nãy đông người em không tiện nói. Lần này về quê ăn Tết em cũng không mang theo nhiều tiền. Lát nữa ở trên ủy ban giải quyết tiền nong thế nào, anh cứ chủ động giúp em, rồi về Hà Nội em xin thanh toán lại. Cái này thì chú cứ yên tâm, hàng xóm sát vách với nhau. Và lại tôi coi cái thằng Giang nhà chú mà cũng như cái thằng Quang nhà tôi thôi. Thôi, ta đi nhanh đi chú. Vâng ạ. Con lùi vào. Úi giờ, trông mặt. Trông này, đẹp mặt chưa? Bao nhiêu lợn gà, thóc lúa, ngô khoai, đổ hết một cờ bạc với lô đề. Ăn thua gì? Bà cứ hay cái nhà giàu phải gai bằng thuyền chài đổi ruột. Nhà mình đã thấm thoát gì so với nhà thằng Quang Tèo. Nhà nó còn mất hết cả mía nước, một cái ngọn mía là chẳng còn. Kìa bố, bố ơi, mẹ nói thế rồi, tại sao bố lại cứ ngồi nói thế? Thôi mày đừng có làm thơ nữa. Hãm! Bố mày từ trước đến nay có coi tao ra cái gì đâu. Đấy, bây giờ nợ đầm nợ đìa ra đấy. Đi mà trả đi. Anh Giang ạ, em thấy chị nói đúng đấy. Anh cũng phải xem lại mình đi. Biết rồi. Anh phải sống để làm gương cho con cái chứ. Biết rồi mà anh chơi bời bê tha. Chơi lô, chơi đề, chơi cờ, chơi bạc để cho người ta bắt như thế à? Khổ lắm đã bảo biết rồi. Nói mãi mồm có sần xoét ra. Đến nước này, chú Mai ạ, anh cũng chẳng giấu chú làm gì. Chú ơi, thực ra... Này thằng kia, lại thơ với thần. Hãn. Bố. Trật tự. Anh chị rơi vào cơ sự này là cũng chỉ vì chú. Sao lại vì em? Bởi vì cả làng trên xóm dưới, ai người ta cũng biết chú là em anh. Chú là một đại... Đại gì nhỉ? Đại gia. Một đại gia bất động sản ở trên thành phố về. Chú không thể tiêu pha xuỳnh xoàng thế này được. Anh đầu tư ngay từ đầu nhá. Một bộ sập gỗ tủ chè đặt tận Bắc Ninh nhá. Cái bếp củi anh ủi thành bếp ga cho nó hoành tráng. Trước thì chị chỉ cần đun cho anh siêu nước với cái gáo dừa là anh tắm xong. Nhưng riêng chú về nhá là phải tắm nóng lạnh. Đúng 3 giờ chiều nay tất cả tập trung giao hàng. Mà bây giờ không biết lấy tiền đâu. Thế nhưng mà anh chị biết rồi đấy, lâu nay đất cát đóng băng, nhà cửa có bán được đâu. Nhiều tiền như thế thì em lo làm sao được. Đấy, thấy chưa? Cứ quắng lên cơ, sĩ diện. Đấy, nợ đầy ra đấy, giải quyết đi. Ở đời ai học được chữ ngờ. Cũng may ấy, là chú chỉ bị phạt hành chính, chứ không bị khởi tố như cái lão Quốc Anh và cái lão Tình Trọng và cái bọn đàn em. Thôi chú ạ, cái lần này chú về ấy mà, chú cố tu trí làm ăn cho tôi nhá. May phải bắt được hai cái tên đấy. Không có ăn Tết lại mất cả ngon đấy bác. Bác nói thế còn hơi quá. Lại còn định mở mồm nữa. Ô hay nhỉ. Cái bác mình chỉ là ai mà không dám mở mồm. Mà cũng thú thật với bác là chả mấy khi bác về ăn Tết. Chứ em mà lo không được chu đáo thì em cũng áy náy. Thôi chú ạ. Tôi là tôi hiểu tấm lòng của vợ chồng cô chú. Cứ nhìn cái mâm cơm là tôi hiểu. Nhưng mà không hiểu làm sao mà chú quan trọng hóa vấn đề thế nhỉ? Nhất là cái chuyện giữa chú và cái chú Giang Còi ấy. Anh Giang ơi, hay là anh gọi điện nói khó với người ta. Chứ từng đấy đồ thì lấy đâu ra tiền mà thanh toán. Đấy. Chú bảo chị chú đi mà gọi điện. Anh là thằng đàn ông, nó ăn nói một nhời thôi. Giời ơi, chết vì sĩ diện. Mà anh làm như thế để làm gì cơ chứ? Anh biết rồi đấy. Em về nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Đấy. Ngay cả cái bát mắm tép ấy là em cũng vẫn thấy ngon cơ mà. Thấy chưa? Ôi, mọi người yên lặng, em có điện thoại. Anh đây. Sao? Bán được rồi á? Khách hàng ở đâu hả em? À, công ty đấy thì anh biết. Nhà đất Văn Minh, họ ở 29 Văn Cao, Hải Phòng chứ gì. Mừng quá rồi. Anh chờ em. Anh chị ơi,
như thế là nhà mình có Tết rồi, bán được nhà rồi. Bán được nhà rồi à? Vâng. Đừng có tin. Chú xem lại xem là thím gọi điện lên có thật hay không. Chú về quê ngồi đây mà lại bảo bán được nhà đất ở dưới tận Hải Phòng. Anh có anh trẻ con ơi, vợ em bán nhà qua nhà đất Văn Minh. Họ giao dịch qua website nhà đất của họ cơ mà. Tức là giao dịch trên mạng internet cơ mà. Đấy. Đúng rồi, đúng không? Vâng. Chiều nay sau khi lấy được tiền là vợ em sẽ có mặt ở nhà. Đấy, thấy chưa? Ôi thế à? Tức là bán được rồi à? Tức là bán được rồi. Đây, thế là nhà mình lại có Tết rồi. Lại có Tết rồi. Bà thấy chưa? Bà này trách tôi nhá. Tôi đã nói với bà rồi nhá, trời sinh voi là trời sẽ sinh con. Rồi rồi. Chú ơi, hả? Thế là có Tết thật rồi à chú? Có Tết rồi. Được. Anh chị này. Sao? À, em có ý kiến. Ừ. À. Nhân dịp có cái tin vui này. Ừ. Em xin đề xuất với anh chị. Đề xuất chuyện gì? Về cái việc của cháu bầu. Nó thương cháu cún nhà anh Quang ấy mà. Chúng ta cũng lo thủ xếp luôn. Thôi con chú về rồi lại thím lại lên nữa. Vâng. Thì anh tính thế này. Ừ. Cái con cái cún ấy. Ừ. Thì vợ chồng anh chị là nhất trí hoàn toàn. Ừ. Về nhà mình con cháu nhà mình nó cũng khỏe mạnh. Ừ. Lúc sinh nở thì nhà mình cũng đỡ tiền thuốc. Ừ. Đúng không? Còn riêng cái thằng Quang Tèo thì... Mày chạy ngay xuống kiếm tao con dao sợ trả củi đây. Ôi giời ơi. Này 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 này. Ông có muốn ăn Tết ở nhà hay là muốn ăn Tết trong tù đây? Mày chạy đi đấy con. Nhưng mà con dao gì bố? Không biết dao gì, tên mày là gì? Dạ bầu. Lấy con thỏ bầu cũng được nhanh. Trời ơi, ông bị thần kinh à? Bố ơi, lấy để làm gì? Mày là bố tao thôi, tao là bố mày. Đi xuống đấy đi. Ôi giời ơi, ông ơi sao? Anh Giang có việc gì anh phải bình tĩnh chứ. Bố con dao lên đây. Để tôi đi ra đằng sau vườn. Tôi chặt lấy cái cành đào. Mình sang mình thưa chuyện với người ta. Chứ bằng này người đi sang thưa chuyện với người ta đi tay không được sao? Rồi. Bà. Việc của bà này, bà kiếm cho tôi cái gì tôi thắt vào đây cái đi. Được rồi. Được rồi, sẽ có cái để ông thắt cổ. Thắt vào đây cho nó hoành tráng. Vâng. Hàng xóm láng giềng với nhau thì phải bỏ qua những cái hiềm khích. Bảo ban nhau mà làm ăn chứ. Ôi giời, khổ em bảo nhiều rồi. Nhưng nó cứ được đằng chân lăn đằng đầu. Nó có chịu nghe đâu. Thế mà điên gì đi. Đấy. Vừa nói cái là nó xuất hiện luôn. Đấy, nó kéo đàn kéo lũ sang chắc định phá cái thết nhà mình đấy. Con cú đâu rồi? Đưa cho một cái cuốc. Cú, chú cứ bình tĩnh lên à. Năm hết Tết đến rồi mình ăn cơm mới, cứ nói chuyện cũ. Nhưng mà có cái rau mía của ông ấy là cái gì mà to thế? Bây giờ tôi nói ông này này, bây giờ tôi sang tôi trình bày với ông một cái việc như thế này. Thế thôi, đã cả nhà đến đây rồi thì phải vào trong nhà cho nó đàng hoàng. Đúng rồi. Chú vào trong nhà. Vào nhà chó nhà ông nó sủa rồi tôi lại quên mất lời. Tôi đang nhớ lời để tôi nói. Bà cầm đây tôi. Tôi nói này. Ehem. Ôi giời, thơ bố để con. Cái gì thơ gì? Cả làng nó chửi hai thằng bố con dở hơi. Suốt ngày thơ mới thần. Kệ bầu, thế thì bố làm đi. Tao làm thể loại khác. Quang Tèo bạn ơi, thằng bầu con tôi với con gái nhà ông không hiểu ai xui không xui dài. Mà chúng nó lại quen nhau từ thuở ở trong trường. Chỉ gì hiềm kích chúng ta làm cho chúng nó tạm thời chia xa. Gương ông nói dài dòng quá, tóm lại là ý ông thế ông nào? Bà này, hôm nay sang đây để muốn hỏi con gái tôi cho cái thằng bầu gì? Dạ vâng ạ. Ôi Quang ơi, từ thuở xưa chơi với nhau bây giờ mình thấy bạn thông minh quá. Công nhận chán mình cao. Đúng ý của tôi là như vậy đấy. Ý ông là như thế nào? Ý tôi bảo. Nhưng mà ông cái điều hỏi bà lão nhà ông đi. Quan trọng nhất là tôi nhân tiện có bà tôi ở đây, với cả các bác tôi. Ở đây. Thế ý mọi người đó là thế ra làm sao? Thế ông không hỏi ý kiến bà xã à? Bây giờ thế ý bà thế nào? Ôi giời ơi, này. Ở kia bà nhà ông kia. Ôi nhầm bà. Đây ơi, bà nhà tôi đấy. Quên mất. Thế bà đứng lùi đây mới. Thế là ý bà nó thế nào? À bây giờ
quan trọng là bác cả. Thế là mọi người cho ý kiến đấy. Thôi các ông quyết định thế nào tôi, chúng tôi theo. Mọi người này khó nói thì về tôi bắt nhịp nói cho đều nhá. 1, 2, 3. Nhâm chín.